Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Thái được Mark Home thiết kế thi công chọn gói do gia đình nhà chủ đầu tư là chú Cấn Văn Trinh, địa điểm là tại Hà Nội. Đây là công trình mà gia đình chú Trinh đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công chọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Bạn nào ở xa bên nước ngoài liên hệ qua số line chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0881333333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo có thể hỗ trợ các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Như các bạn đã biết rồi, cái xu hướng thi công chọn gói nó đang là một trong những cái xu hướng tất yếu của thời đại. Và Mark Home đang là đơn vị tiên phong, cũng là đơn vị duy nhất trong cái lĩnh vực xây dựng chọn gói ở trên 63 tỉnh thành và trên toàn quốc. Mark Home vừa mới khai trương thêm chi nhánh tại Nhà Bè. Bạn nào ở ngay gần trục đường Huỳnh Tấn Phát, khu vực Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể qua trực tiếp hoặc là làm việc với lại các đội ngũ của kiến trúc sư và kỹ sư Mark Home ở ngay khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bạn nào muốn xem lại video hay mọi nhà đẹp, chúng ta có thể truy cập vào trong website của Mark Home, tên miền là thiết kế thi công chọn gói .com, viết liền không dấu. Thì trên này Mark Home đang có rất nhiều những cái chương trình nhân dịp Tết đến xuân về. Một trong những chương trình đấy là chương trình đặt cọc sớm để nhận được những chiết khấu ưu đãi. Như các bạn đã biết rồi, cái vật liệu như thể sắt gạch trong những cái dịp đầu năm là một trong những cái mà lúc nó lên giá rất là cao, thường sẽ là gấp rưỡi là bình thường, có những chỗ sẽ là gấp đôi. Bởi vì sao? Bởi vì đầu năm là cái lúc khan hàng, là cái lúc khan hàng rất là kinh khủng. Thì khi mà chúng ta ký kết ở trong năm rồi thì chúng ta sẽ được hỗ trợ một cách là bảo lưu cái đơn giá. Thế nên là đơn giá có tăng thì chúng ta vẫn được hỗ trợ từ chính công ty Mark Home. Ngoài ra là chúng ta sẽ nhận được ngay cái phần tiền từ 3-8% trong tổng giá trị hợp đồng thi công chọn gói của gia đình mình. Đây cũng là một trong những cái chính sách mà giúp hỗ trợ các gia đình nào mà chưa dư dả nhiều về tài chính, chúng ta đang còn cân đo đong đớm, thì đây cũng là một trong những khoản tiết kiệm mà tôi thấy là cần thiết cho gia đình của chúng ta. Bạn nào mà muốn chat qua Zalo hay là qua fanpage thì các bạn hãy click vào trong cái đường link ở ngay phía dưới video, thì chúng tôi có đầy đủ các fanpage của Mark Home. Các bạn lưu ý là click vào trong đường link thì sẽ được cái chính thống hơn các bạn nhé. Nên là chúng ta lưu ý để tránh cái việc mà chúng ta liên hệ nhầm với các fanpage của Mark Home. Quay trở lại mới năm nay, chúng ta thấy rằng đây là một công trình mang đậm phong cách thiết kế của Mark Home. Nếu như bạn nào đã chót yêu thích phong cách thiết kế này rồi thì tôi dám khẳng định các bạn rằng chúng ta sẽ không bao giờ yêu thích được những phong cách thiết kế của các đơn vị khác được. Bởi vì trong cái thiết kế của Mark Home nó có những cái vật liệu, những cái ánh sáng nó rất là cầu kỳ và dành rất nhiều tâm huyết vào trong những cái bộ hồ sơ thiết kế. Người ta nói rằng một công trình đẹp, một công trình đúng xu hướng, đúng xu thế thì trước hết cái yếu tố thiết kế nó đã quyết định đến 50% rồi, 50% sự thành công của một công trình. Vậy nên các bạn hãy đầu tư nhiều vào trong cái việc tìm kiếm ý tưởng, vào trong cái việc mà tìm kiếm những cái tiện ích ngay từ cái giai đoạn đầu, gọi là giai đoạn thiết kế. Đây là một góc khác của trong công trình, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái khu vực ở phía bên hông công trình có một lối sảnh phụ và có một lối sảnh chính. Cái điều đặc biệt ở trong công trình này là chúng ta thấy rằng nó không quá lớn, không quá rộng. Thế nên là nó sẽ áp dụng được vào trong những cái công trình mà có diện tích chiều ngang nó hẹp tầm 7m trở lại. Thì nó phù hợp với những căn nhà lô phố, những ngôi nhà liền kề, thì chúng ta có thể sử dụng được những cái mẫu nhà đẹp này để áp dụng vào trong khuôn viên khu đất của mình. Công trình được thể hiện cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế sang cửa gỗ căm xe của Lào. Hoặc là ngày nay tôi khuyên các bạn rằng chúng ta nên sử dụng cửa thép vân gỗ. Đấy là một trong những cái dòng nó khá là bền, tuổi thọ của nó tầm 15 đến 20 năm sẽ không bao giờ bị cong vênh co ngót. Các bạn luôn yên tâm. Tương tự là cái phần cửa nhôm hệ cũng vậy. Cửa nhôm hệ cũng vậy, các bạn lưu ý rằng là ngày nay thì người ta đã sử dụng cửa nhôm hệ thay thế dần cho những dòng cửa gỗ tự nhiên rồi. Chúng ta không còn thấy những dòng cửa gỗ tự nhiên đi sử dụng làm cửa sổ nữa. Bởi vì khi chúng ta chia ra những cái thớ nó quá bé thì cái việc mà chia như vậy nó sẽ bị cong vênh rất là dễ dàng. Những cái tôm gỗ mà nó quá bé nó sẽ bị dễ bị nứt và dễ bị bạc màu. Còn đây là góc nhìn từ phía bên tay phải qua. Thì đối với lại Mark Home là chúng tôi thiết kế cho dù bất kỳ ở góc nào, phía trước, phía sau, bên hông, bên trái, bên phải, thì mọi góc cạnh đều là những điểm trang trí và đều là những nơi nhấn về hình khối, nhấn về thẩm mỹ rất là cao. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy được những bất kể khu vực nào ở trong cái ngôi nhà chúng ta đều thể hiện lên được cái nét đẹp
những cái sự cuốn hút ở trong công trình. Còn đây là trên mặt bằng ở trên mái. Thì trên mái các bạn lưu ý đến cho tôi một cái việc mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người chúng ta chưa quan tâm, đấy chính là việc thoát nước. Đấy, thoát nước mưa ở trên mái. Thì thoát nước mưa trên mái thì chúng ta thường có 3 hình thức như tôi đã nói rồi. Một là thoát nước mưa rơi tự do. Biện pháp này thì chi phí của nó thấp nhất rồi, là chúng ta không mất thêm nhiều chi phí. Cái thứ hai là chúng ta thoát nước dựa trên cái hệ thống máng thu, có thể là sử dụng máng bằng tôn, có thể sử dụng máng bằng inox, đấy cũng là đều được. Và thứ ba là chúng ta sử dụng cái biện pháp thứ ba là ngắt nhịp ở trên mái. Đây là một trong những biện pháp mà yêu cầu kỹ thuật nó tiên tiến hơn và cái độ thẩm mỹ của nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Đây là một phối cảnh ở trong cái khuôn viên ngôi nhà. Thì các bạn thấy rằng đây là một khuôn viên khu đất mà nó không quá rộng. Đấy, không quá rộng bởi vì nó đang tiếp giáp với lại một ngôi nhà có sẵn rồi, và một bên là tường rào ranh giới của nhà bên. Vậy nên trong cái khuôn viên của chúng ta không có quá nhiều đất để chúng ta diễn, để chúng ta bày biện, để chúng ta làm thêm nhiều những cái khu vực cây xanh. Nhưng mà tuy nhiên khi công trình này lên thì các bạn sẽ thấy những công trình trước đây sẽ bị lu mờ, bởi vì cái thiết kế của Mac Home nó luôn đẳng cấp và luôn khác biệt. Đây các bạn thấy đây, đây là một cái phối cảnh ở trong vườn. Rất là, nói chung là trên cái khuôn viên khu đất này rất dễ thi công thôi. Nó không phải phá dỡ hay là không phải săn lấp hay là không phải đất ao, đất đầm. Còn lại khuôn viên khu đất như thế này thì rất dễ để chúng tôi đưa các máy móc vào hay là đưa các thợ vào để thi công. Đây là hình ảnh nhìn từ flycam xuống, chúng ta đã thấy được cái tổng thể khuôn viên khu đất. Đấy, tổng thể khuôn viên khu đất cũng tương đối không vuông vắn lắm, nhưng mà có thể xem như nó là một hình chữ nhật. Đấy, một hình chữ nhật các bạn nhé. Còn đây là mặt bằng bóc tách mái 3D nội thất để chúng ta thấy được ở phía bên trong. Thì thoạt nhìn vào trong công trình thì chúng ta sẽ thấy được công trình này gồm một lối đi vào từ cửa chính sẽ gặp ngay khu vực phòng khách. Đây các bạn thấy đây. Một lối đi vào sảnh phụ sẽ vào khu vực bàn ăn và khu vực bếp nấu. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có một phòng ngủ dành cho ông bà ở dưới tầng 1. Thì tôi lưu ý lại các bạn rằng là những nhà nào mà có từ 2 đến 3 thế hệ trở lên thì các bạn hãy ưu tiên cho ông bà ở dưới tầng 1 để hạn chế cái việc chúng ta phải đi lại trèo cầu thang. Đấy, và dưới phòng này thì chúng ta có tận 2 phòng WC. Trong đấy có một phòng có nhà vệ sinh khép kín. Rồi một phòng sử dụng nhà vệ sinh chung. Đấy, công năng như thế này là quá là phù hợp ở dưới tầng 1 rồi. Thì chúng ta hãy lên trên tầng 2. Xem cái bố cục ở trên tầng 2 nó có cái điểm gì để chúng ta lưu ý. Trên tầng 2 thì chúng ta có một không gian sinh hoạt chung, một không gian phòng thờ khá là đẹp. Đấy, và 2 phòng ngủ con. Ở trong đấy thì chúng ta có thêm một phòng vệ sinh chung ở bên ngoài và có một khu vực sân chơi và kết hợp với lại sân phơi. Đấy, các bạn thấy đấy. Một cái điều đặc biệt là chúng ta đều có ban công ở phía trước, nó rất là thoải mái. Đây, như các bạn thấy đây. Đấy, cái không gian bố cục công năng của chúng ta khá là phù hợp. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem chi tiết qua cái phần mặt bằng chi tiết công trình này. Đây là cái phần mặt bằng công năng của khuôn viên tổng thể, hay còn gọi là của tổng mặt bằng của chúng ta. Thì với cái diện tích mặt bằng công năng như thế này, các bạn thấy rằng cái chiều ngang chúng ta chỉ còn 8m thôi và chiều sâu của chúng ta đang là 14m5. Như vậy là cái kích thước của chúng ta nó cũng tương đối là vuông vắn, bởi vì những cái đất xung quanh thì đều là đất trong của ông bà để lại. Thế nên là chúng ta sẽ lấy một cái mảnh đất để chúng ta xây dựng. Tức là chúng ta sẽ lấy một kích thước là 8m nhân với lại 14m5. Thì với cái diện tích như vậy mà muốn xây dựng những căn nhà mái thái thì bắt buộc để chúng tôi phải trừ lại hai bên, mỗi bên 50 phân để chúng ta có thể đua được cái phần mái thái ra bên ngoài, và trừ lại phía sau tầm cỡ 20 phân để chúng ta có thể chát được áo cho ngôi nhà của chúng ta. Thì trên cái phần mặt bằng tổng thể này các bạn lưu ý đến cho tôi là cái hoa gió là cái đầu tiên, bởi vì hoa gió nó sẽ quyết định đến hướng của công trình. Đấy, hướng cửa chính, hướng ban thờ, hướng bếp là chúng ta sẽ để ý đến hoa gió. Thứ hai là những cái chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đặc biệt là trong những khu quy hoạch, những khu thành phố, đặc biệt là Hà Nội hay là Sài Gòn, thì các bạn thấy rằng cái chỉ giới này nó rất là quan trọng. Đấy, nếu như không may chúng ta chỉ việc xây đua ra bên ngoài chỉ giới thôi là sau này cái bên phòng quy hoạch người ta sẽ xuống, người ta sẽ tháo dỡ hoặc là yêu cầu chúng ta bị đập ngay, bị đập phải phá dỡ ra, trả lại nguyên hiện trạng cho cái khu vực mà đang trong nằm trong diện quy hoạch. Đây là mặt bằng chi tiết không gian ở dưới tầng 1. Các bạn ở trong phía Nam hay là trong miền Tây thì chúng ta gọi đây là tầng trệt. Các bạn lưu ý nhé, cái sự khác biệt. Còn lại phía miền Trung hay là miền Bắc thì chúng ta gọi đây là tầng 1. Đấy, nó khác hoàn toàn.
Đấy, tầng trệt và tầng 1 nó khác nhau. Với tầng 1 này thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng tôi đang bố trí công trình gồm hai lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và một lối đi vào sảnh phụ. Các bạn nhớ cái nguyên tắc bất di bất dịch là gì ạ? Là sảnh chính bao giờ cũng phải lớn hơn sảnh phụ. Đấy là cái nguyên tắc bố trí đầu tiên. Đấy, cái thứ hai là trong một ngôi nhà thì các bạn bắt buộc phải bố trí một lối vào và một lối ra. Đấy, để cái việc mà chúng ta là gì ạ? Là chúng ta phù hợp về yếu tố phong thủy, có âm và có dương, có vào thì phải có ra. Và cái tương tự như thế là cái việc thông gió và điều hòa không khí trong ngôi nhà mình nó cũng rất là quan trọng. Chưa nói đến những cái vấn đề như thế là trộm cắp hay là có vấn đề gì xảy ra ở cửa chính thì chúng ta có thể đi ra bên ngoài sảnh phụ được. Và cái thứ hai là tim của sảnh chính không bao giờ được nằm trên một đường thẳng với lại tim sảnh phụ. Người ta gọi đây là lỗi đồng trục xuyên tâm, một trong những lỗi cơ bản nhất ở trong phong thủy mà chúng ta phải lưu ý. Bởi vì khi mà chúng ta làm nó trên một đường thẳng thì chúng ta sẽ bị một cái gọi là chúng ta không tích góp được tiền tài, không tích góp được tài lộc, tiền làm bao nhiêu thì sẽ tiêu hết bấy nhiêu. Và thứ ba là gì, cái ba cái bậc thang cuối cùng các bạn cũng không được quay ra sảnh chính, không bao giờ được quay ra sảnh chính ba cái bậc thang cuối cùng. Cho dù các bạn trải hay xoay hay là như thế nào thì các bạn cũng lưu ý rằng ba bậc thang cuối cùng chúng ta phải quay vào trong nhà. Đấy. Thì trong cái bố trí mặt bằng như thế này, phòng khách rộng 15m2 thì cũng khá là phù hợp rồi. Với những ngôi nhà có diện tích bé thì chúng ta cũng không cần phải có diện tích nó quá lớn. Thì ngôi nhà này có một chiều là 13,47m nhân với lại một chiều là 6m77. Đấy, như vậy diện tích của chúng ta nó chỉ rơi vào tầm 90-100m2 thôi. Tôi chỉ tính ở đây chỉ rơi vào tầm 90m2. Đấy, thì với 90m2 này thì chúng ta lại có bố trí thêm được một phòng ngủ không một rộng 13,1m2 ở ngay dưới tầng 1. Đấy, một phòng WC khép kín rộng tận 5,2m2 và một phòng WC chung sử dụng ở bên ngoài. Cái lối thiết kế này thì chúng ta thấy rằng nó khác so với ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa thì thường là chúng ta sẽ bố trí một là nhà vệ sinh, hai là bếp nằm ở những nơi rất cách xa ngôi nhà của chúng ta, bởi vì chúng ta sợ bẩn, sợ mùi. Nhưng mà với lại ngày nay thì các bạn thấy rằng chúng ta luôn yên tâm, bởi vì khu vực bếp, khu vực nhà vệ sinh chúng ta đã sử dụng những cái trang thiết bị nó quá đắt tiền, nó quá tiên tiến và nó quá đẹp rồi, thì chúng ta không việc gì chúng ta phải đưa đi xa. Chúng ta chỉ việc là phô trương nó ra. Nó khác so với ngày xưa. Cách đây tầm 5 năm, 10 năm cái quan niệm của chúng ta nó đã thay đổi đi rất nhanh, đặc biệt là trong cái thời đại công nghệ số ngày nay. Mọi thứ thay đổi tính bằng hàng ngày, hàng tuần. Các bạn sẽ để ý là chúng ta thay đổi rất là nhanh chóng. Đây là trên mặt bằng tầng 2. Trên tầng 2 thì chúng ta có một phòng sinh hoạt chung, một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ còn lại, một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài và một phòng thờ. Đấy, các bạn lưu ý rằng là cái cách bố trí của chúng ta như thế này là phù hợp, đẹp và chính xác rồi. Chúng ta không cần phải có cầu kỳ nhiều không gian làm gì. Thế thì nhiều khách hàng thường hay hỏi chúng tôi là phòng sinh hoạt chung để làm gì. Đấy, trong khi chúng ta đã có phòng khách rồi thì các bạn lưu ý rằng phòng sinh hoạt chung là một nơi nó cũng có tính chất tương đương với lại phòng khách, nhưng mà để sử dụng chung cho gia đình, để chúng ta tổ chức những cái cuộc họp gia đình nhỏ, hay là để chúng ta trò chuyện, tâm sự cùng với nhau, hay để chúng ta bàn những cái việc mà chỉ có những thành viên trong gia đình với nhau thôi. Thì phòng sinh hoạt chung này chúng ta có thể kết hợp bố trí nó là phòng karaoke, phòng đọc sách, phòng nghỉ ngơi. Đấy, tức là nó sẽ là không gian sử dụng chung ở bên ngoài. Đấy, thay vì các bạn bố trí cho con gái của mình, bố trí cho ông bà của mình gói gọn trong một phòng ngủ chỉ rơi vào tầm cả 13-15m2, thì chúng ta đã có thêm phòng sinh hoạt chung để chúng ta có thể giao lưu, trò chuyện, gắn kết tình cảm với nhau. Đấy là cái ý nghĩa của phòng sinh hoạt chung. Thì trong ngày hôm nay tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà tôi khẳng định rằng nó rất là đẹp. Tuy diện tích là bé nhưng mà cái cách bố trí công năng nó hài hòa, cái phôi cảnh, cái hình thể màu sắc của nó là nó khá là hiện đại. Nếu như bạn nào đang có sở thích, đang có khuôn viên khu đất của chúng ta nó gần tương tự với mẫu này thì các bạn có thể tham khảo mẫu này bằng cách là liên hệ qua số line chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Các bạn lưu ý rằng không nhất thiết chúng ta làm nhà thì chúng ta mới gọi. Những bạn mà đang chuẩn bị xây hay là những bạn đang tìm hiểu thì các bạn hãy cứ liên hệ qua thì chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình. Đấy là cái mà Mark Home hiện tại đã làm được. Video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.